bảo thì mở tìm con mẹ. Đi con mẹ. Người ta đi mua mà mình không quay đi. Nước Việt Nam là khốn nạn. Này này. Quay hết ra đi con. Mở hết ra. Em quay mẹ em đi con mẹ đi. Mở hết đi. Em quay em quay đi. Ừ đúng rồi, em quay đi. Ừ. Ừ em quay đi, anh không say rượu nhá. Em quay đi. Ừ đúng rồi, em quay đi. Ừ đúng rồi, anh đây. Ừ. Em quay đi. Anh Hưng ơi, anh làm việc anh đi. Chuẩn chỉ nhá. Quay đi. Ngồi đây. Quay đi. Quay đi. Ngồi thì quay thì ngồi đi. Nghe chưa? Quay phát trực tiếp đi. Đây nhá. Toàn quần áo cũ mọi người nhìn nhá. Không có cái gì cả. Chỉ toàn quần áo cũ. Rẻ rách đây. Chỉ có toàn quần áo cũ thôi. Bắt nạt người quá đáng. Mà cũng chỉ có một cái hộp, mỗi một cái vali này của người ta thì bắt cái gì? Đây mở ra đi. Chưa nói một cái gì. Chỉ có một cái vali này thì bắt cái gì? Bắt đóng thuế là như nào? Người ta mua đồ mà. Quay phát trực tiếp đi. Mở ra. Bây em mở ra để kiểm tra trước. Hải quan mọi người ơi. Đây là hải quan sân bay nhá. Không có cái gì. Chỉ có toàn quần áo cũ thôi. Thế nhưng mà ai cũng bắt vào đây như thế này nhá. Nghe chưa? Mở ra mở ra cứ mở. Con cứ quay đi. Cái gì đúng thì thôi. Mở ra. Mở ra mở ra. Mở lần lượt ra. Mở ra ai thích mở thì mở. Chủ hàng tự mở hàng ra. Đấy, con cứ quay. Mở ra đúng thì kiểm tra. Ăn hiếp mọi người ạ. 221 người xem. Tí lên bit bây giờ mà. Ừ. Đấy. Đấy, quay ra. Hải quan sân bay nhé, xin chị lỗi các ông. Có tiền. Chị mở nhà ra. Đóng thuế. 2 triệu mở tiếp đây cả. Thì đi qua. Đây chúng tôi đi chơi chả có cái gì mà phải chuẩn phải lên báo. Đúng rồi, đòi tiền ạ. Chị mở ra để kiểm tra trước nhá. Thích thì nhá. Giữ. Mở đi, mở đi. Chủ hàng thích mở thì kiểm mở đi. Thích mở thì mở. Đây, chị lịch sự mở ra là đúng. Chả có cái gì phải mở. Thích thì mở. Cái ông thích thì ông mở, còn tôi mở. Chị mở ra hàng của chị thì mở ra nhá. Chỉ có toàn đồ dùng ra thôi. Hiểu chưa? Chỉ có toàn đồ dùng chị ra. Chị mở ra đồ dùng của chị. Thế chị mà bắt ai cũng bắt làm luật. Anh thích mở thì mở đi. Việt Nam là khốn nạn như vậy đấy. Cái gì hiểu ai chưa? Làm gì mà khốn nạn. Có tiền người ta đi du lịch mà người ta mua đồ mà lại về thì mất tiền. Đây này có đang quay này. Đây. Say rượu nhá, làm việc say rượu. Đóng thuế đi. Ê say ê. Một cái này. Làm đi, đóng đi. Ăn hiếp vừa vừa thôi chứ. Mẹ đúng là cái dạng dân Việt Nam khốn nạn. Nghe chưa? Đây này, cả nhà ơi, chỉ có quần áo cũ thôi. Có cả quần sơ líp, áo sơ chiêng đây này. Toàn quần con áo lót cũ bẩn đây này. Hiểu chưa? Mở ra đi. Mở hai kia thích đóng thuế thì đóng thuế. Mà thích làm gì thì làm. Chị mở ra kiểm tra trước. Quay đi con. Đấy. Quay quay đi mở ra. Đây này, đây là quần áo cũ đây này. Cứ mời quay đi nhá, tí nữa tôi sẽ còn mời công an sang làm việc cái cả vùng bản. Mời đi, mời đi, mời đi ạ. Nhá, gây rối bên trong nhá. Chả làm cái gì mà gây rối. Đang tự nhiên bắt người ta vào, bảo người ta gây rối là như nào? Bắt người ta vào đóng cửa. Nãy giờ nói thế nào? Bắt người ta vào đóng cửa để làm luật, nghe chưa? Đóng cửa nhá. Mỗi một kiện bắt người ta lộp 5 triệu. Ok, không có tiền lộp thì như vậy, nghe chưa? Bắt vào đây làm luật kìa. Luật hải quan sân bay là như vậy. Hải quan sân bay là như vậy mọi người nhá. Về là phải làm luật, không có luật là không ra được, nghe chưa? Luật là gì? Luật là phải tiền. Nghe chưa? Đấy, ai cũng phải tiền. Ôi trời ơi, bọn này tiền hết rồi. Em mời cả anh ấy vào. Gọi điện hết rồi, tiền hết rồi như vậy nhé. Nghe chưa? Mẹ. Gây rối làm cái gì mà gây rối? Không biết ai gây rối ai. Ai gây khó dễ cho ai. Chỉ có một cái vali của người ta. Một cái vali. Một cái vali với một đống quần áo cũ như thế này. Đây cả nhà này, chỉ có như thế này. Một thùng ai cũng chị được mang như vậy ra, hết. Chị mở ra được mang 50 cân hết. Mở ra thì chị mở ơi, ra chứ có sao. Của hàng không nhá. Mở ra toàn quần chị áo trẻ con bỉm sữa. Ok, chị anh lấy kéo tôi ra. Mở. Ok, đây rồi tôi có sao đây rồi. Rồi, ok. Em mở cả hai cái kiện của trong cái hành lý của chị là kiện này. Rồi, luôn. Cho bạn ấy mở hết ra luôn. Đây. Nào. Cả nhà chứng kiến nhá. Xem không có đáng tiền phải phạt thuế, đáng phải thế này thế khác không nhá. Chị nói anh này, tôi nói trước anh một câu. Nói nhiều ấy. Nếu những cái đồ này chị cứ mở ra để tôi nói trước đã, tôi sẽ mở ra. Mọi người chứng kiến này, tôi sẽ mở. Nếu có cái gì thì tôi xin chịu trách nhiệm. Nếu không có gì thì anh chịu trách nhiệm leo với tôi. Nếu chị mở ra chị buồn cười à? Tôi sẽ mở, nhưng tôi nói là toàn tất tài đồ thùng ra bịch bỉm sữa cho con tôi. Nếu không có thì sao? Không có thì sao? Quay đi con. 940 người xem. Đây này. Đây này. Đây nó cũng bắt toàn đã bắt làm luật bắt mỗi một kiện 5 triệu, nghe chưa? Có 5 triệu qua hải quan sân bay một thùng sẽ được đi. Không có tiền sẽ không được đi. Ok. Đây. Anh Mạnh ơi.
Anh vào đây đi. Vào đây để mà xem này. Đây. 1.000 người xem. Cả nhà làm ơn xem và chia sẻ nhé. Tôi sẽ mở gói đồ này ra. Hiểu chưa? 1.000 người xem. Làm ơn xem và chia sẻ giúp cả nhà ơi. Cả nhà làm ơn xem và chia sẻ giúp nhá. Nào. Bắt mở thì mở ra. Bắt mở thì mở. Ok. Cả nhà làm ơn xem chia sẻ. Đây là vali của con áo đấy. Kiện hành vi của em. Vâng, của em. Của em. Yeah. Không, em đã nói rồi, của em chỉ có một vali quần áo của hai mẹ con. Đây là vali quần áo cũ. Em không chửi bới gì. Từ đầu chí cuối quay phát đây anh, em có hết nhé. Không chửi bới gì. Còn thưa với anh, đây là đồ dùng đa dụng. Thế cái này phải của có bền có sữa. Của nhà mình. Thì đây là của con em nhé. Đây. Con hiểu chưa? Vâng, được rồi. Anh yêu cầu mở. Em nói này, mở không có cái gì thì sao? Và đi như thế nào? Đấy là việc của nhà đang yêu cầu. Đấy, mà đây. Mở bây giờ em bảo là đóng thuế là như nào bác? Nếu anh vượt không, em nói này. Mở ra như thế này. Rồi. Tí nữa em đóng lại kiểu gì? Cái vali này em đã mở ra rồi. Mở ra em đã phải mua rồi, đã phải kê khai rồi, đã phải mua nộp thuế ở bên kia rồi, tại sao về Việt Nam lại phải nộp thuế nữa? Giấy tờ của mẹ đâu con? Đấy rồi, anh ấy có mấy cái quần áo cũ. Có mấy cái quần áo làm sao mà phải lộp phải thế? Tự xem là người ta làm việc như thế nào. Thế người ta đi tiền tỷ thì sao? Đây. Các anh quá đáng nhá. Đây là mẹ con đàn bà nhá. Đây anh mở ra thì anh mở ra đi. Mở ra đi. Mở ra đi. 1.400 người xem. Cả nhà làm ơn xem và chia sẻ nhá. 30 triệu người xem giúp mình, cả nước Việt Nam để biết sân bay Việt Quận Lam là như thế nào, hải quan là như thế nào. Và lần sau mọi người mang đồ về nhớ giúp mình làm ơn. Hiểu chưa? Cẩn thận đấy. Cẩn thận mọi cái. Chả có gì là bậy bạ. Quay phát Facebook đâu có phải là gì bậy bạ. Con phải quay ông đi. Hiểu không? Tại sao quay phát Facebook lại cho cả nước thế giới? Nếu mình là đàng hoàng chính trị, không có gì. Nếu mình là người đàng hoàng chính trị, không có gì cả. Ông ấy đặt vào đây, ông ấy đóng không phải của ai. Tất cả phải bình tĩnh, không vâng. Cái này là của cái thằng kia. Của một cái thằng nó đi cùng con bé con này. Bảo đại hồ. Bây giờ em kiểm tra đồ của em trước. Bây giờ kiểm tra đồ của chị trước. Kiểm tra đồ của mình trước đã. Cái đồ này của ai sao chị đẩy đẩy rồi. Được rồi, cứ sai đến đâu chịu đến đấy. Rồi, sai đến đâu chịu đến đấy. Em nói với anh nhá. Đúng rồi. Này không đúng tên nhá, của chị của em này mà em đẩy ra đây nhá. Đây lại rất tiếc lại đúng tên cơ. Đây lại rất tiếc lại đúng tên cơ. Sao không đúng tên kiểu này? Nó làm luật rồi, thuê nó rồi. Ai nó phải đẩy ra, nó phải chịu trách nhiệm cho tôi. Hà 10 đô một cân. Vu khống nha. Chả có cái gì là vu khống. Kia kia người ở ngoài kia kìa. Vu khống ai? Vu khống ai? Ôi giời ơi, thừa biết rồi ai vu khống ai. Hiểu chưa? Thừa biết rồi đây. Mọi người có thể xem đi. Cái này đây. Chỉ có toàn quần áo cũ thôi. Chỉ có toàn quần áo thôi. Đây. Đấy, đây. Đấy. Mọi người xem đi tất. Tất tay. Đây. Mọi người xem đi. Băng vệ sinh. Đây. Mọi người xem đi ạ. Đây là em đấu giá. Thưa với các cả nhà là em đã sang Nhật và làm một chuyến đấu giá, mọi người đã biết rồi. Tất cả những tặng phẩm ở bên Nhật gửi về để cho đồng bào Hà Giang Việt Nam. Ngày 27 tháng 12 này Đường Dương đi và số tiền đấu giá quyên góp là 100 triệu của Nhật Bản và của những người đã trúng đấu giá gửi về đây. Về đến đây bị sân quan hải quan bắt đây. Thế là toàn bộ số tiền của đồng bào Hà Giang đây. Nghe chưa? Đây là số tiền em đã sang Nhật và quyên góp được 100 triệu. Đồng bào ở bên Nhật ủng hộ những vật dụng này để về vùng cho các cháu nghèo áo ấm vùng cao Hà Giang ngày 27 tháng 12. Và đây là những cái vật dụng mà đáng chỉ có 100.000, 200.000 ở bên Nhật thôi. Đấu giá về đây được 10 triệu, 5 triệu để ủng hộ cho từ thiện. Mọi người đây. Tập trung vào làm cái gì làm đi, cứ một đôi dép này, một đôi dép này chỉ có 100.000 đây và chiếc vía đấu giá đây. Cứ mở hết bây giờ. Đây. Nào đã. Đây là chiếc vía đấu giá đây. Chiếc vía đấu giá này đã được đấu giá 4 triệu và của người ở bên Nhật gửi về để đồng cho đồng bào Việt Nam đây. Mà về đến đây sân cũng bay hải quan là như thế này đây. Lần vậy để lần này lần sau còn mọi người nữa. Tất cả mọi cái đã có trên Facebook trên mạng rồi đúng không cả nhà? Những chiếc đĩa, những viên thuốc để đồng để ủng hộ cho đồng bào Hà Giang, áo ấm Hà Giang. Đây là những chiếc áo ấm. Đây là những chiếc quần tất. Mọi người ơi, đây là những chiếc quần tất để ủng hộ cho các cháu đây. Đã bị con quay mẹ.
Cả nhà ơi, đây có 100 chiếc quần cấp và áo ấm để ủng hộ cho đồng bào Hà Giang đây. Về đến đây và đã bị sân bay hải quan thu giữ ở tại đây đây. Cả nhà ơi, đấy, không đây ạ, đây là những chiếc quần cấp đây. Đây là những hộp thuốc đây. Đây là những hộp thuốc đây. Đây mẹ mở. Mở bên này này, mở bên này. Để bên nhà ta kiểm tra rồi. Không, kiểm tra hết đi. Không, nào nào kiểm tra hết đi. Có cái gì? Chỉ có đáng giá có 1-2 triệu đồng tiền Việt Nam mà đánh thuế cái gì? Đánh thuế cái gì? Đánh thuế cái gì? Chiếc đĩa đấy mấy chục triệu đấy em ạ. Đánh thuế cái gì? Đây là toàn bộ đây, đây là đồng bào ở bên Nhật Bản đấy. Đây là của Nhật Bản quyên góp để ủng hộ đồng bào vùng Hà Giang, áo ấm Hà Giang ngày 27 tháng 12 đây. Về đến đây sân bay hải quan đã bắt chúng tôi như thế này và đòi bắt đây. Vặt cái gì? Những cái đôi tất này. Chỉ có mấy đôi tất, đôi dép này và áo ấm thì vặt cái gì? Áo thì áo cũ. Vặt cái gì? Vặt cái gì? Sơn ăn từng người, ma bắt từng mặt, nghe chưa? Không phải là cứ thấy người là ăn được là nuốt được là nuốt được. Nghe chưa? Sao vậy được đi? Chắc là các anh cũng nhớ em cũng đã lên trên Facebook và có 80 triệu lượt người Việt Nam xem thì em đã có 50 triệu lượt người Việt Nam xem và biết em ở trên Facebook rồi, đúng không? Em chính là Facebook Đường Dương đây. Mọi người đánh vào ra đi. Đánh ra Đường Dương là ai đi? Là một người chuyên đi làm từ thiện, là một nhà từ thiện nhiều nhất nước Việt Nam đi. Mọi người hãy đánh đi. Cả nhà làm ơn vào chia sẻ giúp mình đi. Mọi người ơi, đây là tất cả những vật phẩm mà đồng bào Nhật Bản gửi về để tặng cho áo ấm vùng cao Hà Giang ngày 27 tháng 12. Về tới đây đã bị sân bay hải quan làm luật bắt Đường Dương mở ra như thế này. Và để làm luật, không hiểu là làm luật và thuế những cái gì. Thuế cái gì những đôi dép này, những viên thuốc như thế này để tặng cho đồng bào. Thuế cái gì? Và đây là chiếc đĩa đấu giá. Chiếc đĩa này vừa được đấu giá ngày hôm qua ở tại Nhật Bản. Và em Facebook Dương Thái mua để ủng hộ đồng bào Hà Giang với giá 4 triệu đồng 3.000 ngày hôm qua. Mọi người làm ơn xem like và chia sẻ giúp mình. Xem mấy giờ mình sẽ thoát được cái hải quan sân bay này. Hiểu chưa? Bằng này anh quay đây. Bằng này người quay đây. Bằng này người quay đây. Hải quan Việt Nam đấy, sân bay Việt Nam là như vậy đấy. Nghe chưa? Đừng nghĩ là tên Dương Đường ấy. Anh không biết chữ à? Hiểu chưa? Cái gì? Anh hỏi là tên em là tên của ai, của em hay là của mẹ em? Của mẹ là anh Nguyễn Thị Dương đấy thôi. Đúng tên của chị chưa? Đúng rồi. Đây con ơi, cho bóc lốt đi. Đây là những chiếc áo ấm vùng cao đây. Có 200 chiếc áo ấm vùng cao đây. Luật cái gì? Thế cái gì? Anh ơi, anh là người lớn, anh là lãnh đạo. Anh có thể vào luôn giúp em. Có Facebook Đường Dương, có phải tối hôm qua em vừa quyên góp ủng hộ đồng bào miền cao được 100 triệu không? Anh có thể làm ơn. Mọi người nhìn nhá, đây là quần này. Đây là áo cũ này, đúng không? Đây là những đôi tất, đây là quần áo cũ đã mặc của Đường Dương rồi. Không có cái gì mà để bắt phải mở ra như thế này, đúng không? Luật Việt Nam quá khổ nạn. Đây lại còn có thẻ biết gì lịch nhé. Luật Việt Nam bãi vừa nói luật Việt Nam quá khổ nạn. Hải quan đúng rồi nhá. Đây còn có hẳn hạng thương gia hẳn hoi. Chứ đây không phải là đi vé đều đâu, nghe chưa? Đây còn đi hạng thương gia hẳn hoi ấy. Mọi nhìn nghe chưa? Kỹ mặt nhá. Đánh thử đi. Đây là một trong ba người nước Việt Nam được tôn vinh tháng trước vừa đi dự hội nghị APEC nhá, với cả thủ tướng nhá. Đây này, được tôn vinh của cả nước Việt Nam trong ba người phụ nữ, chứ không phải là nói có sách mách có chứng. Con quay mọi người đi để cho mẹ nói cho bác kia xem. Em mở tiếp những cái này ra đi. Em đã đi cùng tất cả thằng bắt vào. Năm nào cũng được chủ tịch nước, thủ tướng, tiên vương cho các hoạt động xã hội. Chị ơi, chị gái ơi, chỉ toàn đi làm chị mở tiếp những cái kiện này ra. 3.007 người xem. Chị mở tiếp những cái kiện này ra đi. Mọi người tìm Facebook của cái nhá. Đây, em xin rồi không nghe. Em bác là vào đây đóng cửa bác ạ. Thì cháu không biết là như nào. Đây anh ơi. Giờ nói đây, cãi. Em là đây còn là đảng viên Vương Mẫu cơ, chứ không phải là phó tổng dân đâu. Anh ạ, à, đây. Rồi, còn anh muốn tùy cho bọn em đi hay là cho đi. Còn để phanh phoi lốt thì cũng phanh phui không có gì, bởi vì làm sao không có cái gì phải không có gì phải xấu hổ. Mẹ gọi đây là mấy bác. Mẹ không cần phải gọi ai. Bây giờ mấy là yêu cầu còn chưa mở nói gì đâu nhá. Để cho bác cái xem đã. Mở thì mở mẹ. Có gì đâu mà không mở. Năm nào không có thì sao? Nước để vinh danh. Năm nào cũng như năm nào, tất cả các năm rồi, bởi vì là người em là người đi sang Nhật để em quyên từ thiện.
mang về đây cho đồng bào. Mặt nó nhưng chó mà về như vậy, con đi ra con quay đi. Chẳng qua nó mặc cái áo này thôi chị hiểu không? Em nói anh nghe nhé. Tốt hơn hết các anh bảo anh ấy. Thôi đi và em gỡ Facebook xuống. Còn không thì như thế nào? Cháu nó đã còn như thế nào đấy thì là ê mặt thôi. Bởi vì Facebook của em là 30 triệu lượt người theo dõi. 3 triệu ca nhé anh nhé, chứ không phải là Facebook của em là Facebook vớ vẩn. Còn em năm nào cũng đây, một tháng lên báo vài nghìn lần. Anh ạ, à, em không phải là con người đơn giản. Em cũng là một doanh nhân thành đạt chứ. Đấy. Không, em bảo rồi anh ơi, em nói rồi. Đến nỗi em nói thật với anh là đến nỗi có hai cái thùng hàng này em đã không tách rồi. Em làm luật từ bên kia, 10 đô em đóng thuế 10 đô một cân. Em quá cân thì em đóng thuế 10 đô và đã có người cầm ra tận về đây cho em, nhưng đến cổng cửa này em nghĩ bảo thôi để chị xách cho mình, mày xách nó lặng. Em thương hại có hai mẹ con có gì đâu, hai thùng thiện với lại hai cái vali chứ em có nhiều nhộng gì đâu. 4.400 người xem. Em vào đây được. Đúng không? Làm sao bắt em được như vậy để tạo khốt à? Đây. Anh cứ đánh vào và anh gõ mỗi đường dương là ai ra thôi. Em vào hô hồ ra cho anh xem. Không thể làm mà như vậy được đâu. Con ăn kia say rượu nha, vừa đi ra. Con đi ra kia con quay mấy ông bắt mẹ thôi. Hiểu chưa? Đây. Vào wifi cho mẹ. Hai cô cháu đẩy sang bên trong mở làm việc luôn để kê khai luôn. Chẳng có cái gì phải kê khai cả. Còn cảm thấy thích bắt thích giữ luôn, hiểu không? Ăn cả của đồng bào vùng cao đấy, ăn cả vùng sâu vùng xa đấy. Có mấy cái đôi tất lầy mà cũng đòi đánh thuế người ta. Mà cân là cân đủ nhá. Hai mẹ con em có quyền đi 100 cân rồi. Hiểu chưa? Có 100 cân được đi rồi đấy. Đây cái thùng này cũng chưa đến 15 cân cơ. Chưa đến 10 cân, đáng lẽ cái thùng này là xách tay nhưng nghĩ bảo thôi xách tay lặng quá. Gửi vào đi cho đó, tiện mẹ con đỡ thì xách tay. Cái này có cái gì đâu, đúng không? Đây này, có mấy đôi tất, mấy đôi dép, mấy cái quần áo. Tất thì để đi mang đi cho, đi phát, đi từ thiện. Sao mà lại làm cái trò như vậy được? Thuốc cũng của người ta quyên góp đây này. Bây giờ sau đó là bắt vào đây, mở ra kiểm tra, rồi giải tán hết. Không hiểu lý do gì, không hiểu kiểu gì. Ai làm việc thì vào làm việc đi. Đây. Làm đi thôi, làm ở trên tờ đi. Tất mũ đây này. Bao nhiêu nghìn người xem rồi con? 5.100 đang xem. Đấy. Xem đi mọi người, cứ xem hải quan Việt Nam sẽ xử lý như thế nào, nghe chưa? Đấy. Nào, xem là hải quan Việt Nam xử lý kiểu gì. Ai về cũng phải làm luật. Luật đủ cân 100 cân rồi nhưng vẫn phải tiền. Không tiền thì đừng có ra. Thế thôi, hiểu không? Đây tiền không phải là không có tiền, nhưng mà quay như vậy để cho mọi người biết. Để cho mọi người biết nhé. Đấy, ai vào làm việc đi. Ai vào làm việc đi. Không làm việc được thì để cho người ta đi. Nào. Đây này, kiểm tra rồi đây này. Bóc tung của người ta ra kiểm tra xem có cái gì. Hiểu chưa? Ê mà xấu hổ. Quá là xấu hổ. Nước ngoài nó lịch sự bao nhiêu thì về đến. Ở nước ngoài không có bị hành như vậy nha cả nhà. Ở nước ngoài không bao giờ hành. Mà có tiền người ta welcome. Nhưng về đến Việt Nam đấy, mọi người thử xem. Mình sẽ để đây và không nói gì. Tự mọi người đánh giá đấy. Hiểu chưa? 5.800. Hải quan Việt Nam đấy. Chuyển đi cái bê tờ giấy của em ra thì bốc lên, em không bê được mà em không đóng vào được. Em bê cho chị. Đâu? Bên nào. Giấy ra thì bê lên. Mời chị sang phòng bên này có bàn làm việc bên này. Cái xe này có phải cái xe này của chị. Làm việc cái gì? Bây giờ em hỏi anh trước tiên là làm việc cái gì? Đồ thì đã kiểm tra rồi nhá. Đúng không? Đồ chỉ có như thế này. Một mà hai mẹ con được mang 100 cân. Chỗ này thử cân thêm bao nhiêu cân mà làm luật cái gì? Bây giờ bắt làm việc cái gì nữa? Làm việc gì? Cái này là không liên quan đến cân. Làm việc gì? Mà không liên quan đến cân. Thế bây giờ kiểm tra thì kiểm tra hết chưa? Đấy, kiểm tra hết chưa? Mời chị sang bên này kiểm nếu tra. Nếu kiểm tra ở đây đo rồi, cân đong đo đến rồi thì cho người ta đi. Hiểu chưa? Kiểm tra cái gì nữa? Em mời chị sang bên này kiểm tra. Kiểm tra thì ở đây kiểm tra chưa hết à? Bây giờ lại phải đi chỗ không có người để kiểm tra. Không, chỗ bên này còn có cả camera luôn chị ạ. Đây. Đây đây. Chị sang phòng bên này cho em. Đây. Đây chị sang đúng cái phòng bên này cho em có camera soi đây. Mời chị sang bên này. Em mời chị sang bên này đi. Em mời chị sang bên này luôn nhá.
em ơi. Đẩy đi, đẩy đi em ơi, đẩy đi. Đẩy đẩy em đẩy xe này đi. Đẩy xe nào. Đau tay em chống đẩy. Ra cái gì? Kê khai cái gì? Làm sao phải kê khai? Tại sao không bắt tất cả mọi người kê khai mà chỉ bắt mình tôi kê khai? Chứ là có cái gì phải kê khai? Đẩy xe ra bên nào? Sẽ kê từng kiện một theo thẻ hành lý luôn. Đúng theo nguyên tắc luôn, tờ khai hải quan luôn. Xác định nếu việc quá trị giá tính thuế sẽ tính thuế. Có mấy thằng ăn ấy luật hết rồi, có mấy thằng lên luật đi rồi. Ừ, đúng rồi, kê khai cái gì? Tại sao có 10 xe vào đây như thế này? Không kê khai, có một đứa nó đẩy 3 4 chục thùng này không kê khai. Mời chị nói xuống ngồi đây. Kê khai. Lại kê khai thì kê khai hết. Chị ơi, chị nói ý thôi. Có lại quay ở kia. Quay mấy cái thùng này trước. Quay mời cháu chị và cháu ngồi đây. Ta quay ở đây trước cả. Quay mấy thằng này kê khai thì đâu mấy thằng. Em đi dạy với chị. Tại sao phải đóng tôi? Nào. Quay bên kia. Đẩy xe sang bên này nào. Quay bên này con. Đằng nào cũng vậy. Tại sao không kê có khai? Mấy đứa đi rồi. Đẩy xe, thì cứ kê khai, bắt kê khai. Đẩy xe sang bên này đi. Cho kê khai bên này trước. Đẩy xe này sang nào. Cho kê khai nhá. Đấy. Mọi người nhớ nhá, đây cũng vậy nhá. Rất nhiều thùng như thế này không bắt bỏ ra kê khai. Tại sao lại bắt mình phải bỏ ra kê khai? Có mấy thằng đi rồi. Kê khai vậy. Nào đẩy xe sang nào. Đi nước ngoài để mua đồ. Người ta vừa mất tiền để còn về Việt Nam để còn mặc đồ để cho các ông luôn. 7.000 người đang xem. Không cần biết con ạ. Đấy. Cứ ra quay xuống nói. Báo luôn đấy cả sang đẩy xuống. Sang đây vào đây sang đây. Chạy vào đây con. Đây con. Có đi về không? Vào đây mẹ. Không, cháu bé không vào đây khu vực cách ly. Cháu bé ở ngoài chờ. Cháu đi bay về đúng không? Cháu bé không đi bay về không được vào đây đâu. Cháu bay về. Ừ, con vào đây con. Cháu bé thôi không đi bay về không vào được. Chạy vào đây. Chạy vào đây. Chạy vào đây. Chạy được cả đây là khu vực cách ly. Không bay về không? Không bay về cùng chị không? Không bay về đâu. Thế. Thằng hỏi. Tại sao mà mấy bao nhiêu đứa cũng bị nhiều như thế này? Không bắt nó làm luật rồi, không bắt nó kiểm tra, hiểu chưa? Rất nhiều đi vào đây để nghe nói. Đây là thằng hỏi. Nghe chưa? Còn bên kia nữa kìa, chạy sang bên kia xem có kiểm tra bên kia không? Quay bên này. Quay bên này có hàng đây. Xem có bắt kê khai như vậy không? Đây. Này. Đây nhá. Mọi người chứng kiến nhá, xem có bắt rõ hết ta để kê khai như tôi không nhá. 1 2 3 4 đấy. Bắt kê khai không? Quay hết đi con. Để tao quay ta xuống. Mẹ cái bọn chó. 7.400 rồi. Đưa mẹ máy đâu rồi? Xem là có bắt kê khai không? Chúng nó bắt làm luật. Mỗi một thùng về phải 5 triệu, nghe chưa? Đây lấy mấy này. Mẹ nó chứ. Cứ tưởng ăn được người đâu. Con ra con quay tiếp bọn kia. Quay tiếp để cho mọi người xem. 7.500. Gì đấy bé không biết. Kê khai gì? Kê khai hết tất cả những người thường ở đây đi. Kê khai thì kê khai hết. Người kê khai, người không kê khai nhé. Được rồi. Kê khai thì kê khai hết. Con quay kìa. Quay đi. Đẩy xe nào. Được rồi, đẩy xe thì đẩy. Yêu cầu phải chấp hành chứ. Có gì đâu. Kê khai thì kê khai, hiểu? Nào, quay cả ở bên kia đó. Nếu mà bắt kê được khai quay bỏ mọi người ra thì bỏ hết. Ok. Còn đây nhá. Đây là sữa tắm. Hết thì cho luôn, tặng luôn, không cần phải miễn thuế. Cho luôn, hiểu chưa? Không cần phải kê khai. Cho nó chú về chú nó bán mẹ. Ừ. Không cho... cần phải kê khai và không cần phải miễn thuế gì cả. Nghe chưa? Nãy thì sao mà bây giờ tử tế thế không biết nữa. Không cần kê khai. Nãy thế nào giờ tử tế vậy? Mất hết. Chị nào nghe chưa? Kê khai ra từng người hành lý cái gì. Đây quần áo rách bây giờ em bắt em kê khai cho chị ơi, chị bình tĩnh đi. Bây giờ nhá, bây giờ chị mở từng kiện hành lý một. Đúng tên của chị. Nhưng anh yêu cầu những người kia kê khai đúng trước tên cho em. Của chị. Đâu, nó vừa ra đút tiền rồi. Chị ơi, chị buồn cười à. Họ cũng phải quay kê khai còn mình ở đây.
hành lý của chị ngồi kê khai thế nào, chị cứ đi chạy loạn thế là thế nào nhỉ? Chị ngồi kê đúng tên của chị ở trên kiện hành lý của chị vào đây, đồ đạc tất cả các thứ bên trong. Đồng chí Mai Thế Hưng. Chị ơi, chị ơi. Từng kiện một đúng kiện của chị ngồi chị kê khai vào đây xem. Rồi thì anh gọi mấy thằng kê khai đi, em nhường chúng nó về trước. Em ở đây mai em về cũng được. Anh hiểu nói như thế được. Em ở đây mai em về, anh gọi hết tất cả bọn kia sang kê khai đi. Hay là nó đút tiền rồi? Hay nó làm đập rồi? Nói lung tung. Hay nó làm đập rồi? Đúng tên của chị ngồi đây kê khai. Kể cả nó làm đập rồi con ạ, không để ý, nghe chưa? Chả có gì phải kê khai. Anh biết thì anh biết, em còn đéo biết tiếng Nhật là cái gì nữa mà bảo em kê khai. Đấy. Em bây giờ em biết là cái gì? Đôi đất đấy thì em biết mua là đôi đất, đúng không? Đôi giày thì em biết là mua đôi giày. Thế thì làm sao bây giờ em biết được là kê khai? Tôi kê khai cái gì? Đây, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, ok, đúng không? Có cái gì mà phải kê khai? Đây, quần áo cũ cũng kê khai à? Thế thì đi mấy ngày? Đi 7 ngày. Tôi với cả nhà là tôi đi 7 ngày. Có 7 bộ quần áo cũ bây giờ cũng bỏ ra kê khai 7 ngày, 7 mà mặc cái gì à? Chả nhé kê khai là ngày nay mặc quần sơ lip màu gì, ngày mai mặc quần sơ lip màu gì sao? Chị kê khai cái gì? Không có cái gì phải kê khai. Còn cảm thấy thích giữ thì giữ đi. Không có cái gì phạm pháp. Ma túy không có, rượu không có, không có cái gì, không có gì phạm pháp sao giữ người ta? Đúng không? Không có cái gì phạm pháp nhá. Buôn lậu không có, ma túy không có, không có cái gì làm sao phải nghĩ? Nào, làm sao phải nghĩ? Rồi, không kiểm tra. Rồi ơi, cả nhà ơi, này. Đây nhá. Anh chị nói luôn cả. Chả cần phải nói cái gì. Tại sao đây cũng như vậy mà lại không kiểm tra, không kê khai, mà lại bắt tôi kê khai là sao? Con quay đi, con quay ngược từ đây. Tại sao đây không cũng không kê khai, không kiểm tra mà bắt tôi kê khai? Tại sao xe này? Chị không cần biết, của chị cũng đéo cần biết là cái gì ở trong bắt chị kê khai. Tại sao không bắt các em kê khai? Không được. Tại sao? Không, ok. Không được nói tục nha, và làm đây quá sức chịu đựng rồi anh ạ. À. Em nói thật anh phải hai người xem. Quá sức chịu đựng rồi. Đây là bắt người cũng em đây cũng đây. Phải kê khai như chị. Chị có quần con áo lót giơ lít 7 ngày mang đi mà. Ở đây ra. Phải kê khai đây này. Mọi người không giơ vào như thế. Mọi người đẩy vào trong đây hộ cả. Tại sao lại không kê khai đấy là điều vô lý đúng không? Đẩy vào trong. Nếu mà lót ve, nếu mà đã bắt kê khai là phải kê khai hết. Anh bảo chứ không thể nào là một mình tôi kê khai mà những người khác không kê khai được. Đây này, con quay ở đây. Họ cũng có những thùng như thế này, tại sao lại không bắt họ kê khai? Đúng không? Để gây rối loạn hết. Tại sao lại làm như này? Tại sao lại làm như này? Tại sao? Em nói anh này, em chả có cái gì. Có mấy cái hai cái vali quần áo kia. Tại sao lại giữ? Tại sao kê khai cái gì? Bây giờ bắt người ta kê khai quần áo cũ à? Kê khai cái gì? Đấy là cái điều rất phi lý, nghe chưa? Những người có học thì nên hiểu một tí. Và nhà nước cũng cho đi ăn học rồi, mà lương hàng không rất là cao nha cả nhà. Lương hàng không ở đây không phải là ít trên 10 triệu, mà để làm việc với dân như thế này sao? Nghe chưa? Đây là tôi là còn người chưa biết luật. Còn những người biết luật đấy tự nghĩ đi. Ăn cơm của nhà nước đút chân vào gầm bàn, làm việc làm sao cho nó đúng, hiểu chưa? Đúng những cái gì dân đóng thuế đấy. Dân biết, dân làm, dân kiểm tra. Nghe chưa? Nếu mà đã bắt, nếu bắt tôi kê khai thì những người kia phải kê khai hết. Có mấy đứa nó đi rồi. Kệ nó, cho nó đi, vẫn còn nhiều ở trong. Nếu bắt kê khai đẩy sang đây kê khai hết đi. Tại sao lại bắt một mình tôi kê khai? Nào. Kê khai thì kê khai hết đi. Như nào chứ bây giờ bọn em cũng đi nào. Công tác về, bọn em mua ít quà cho người thân. Chị còn chẳng có cái gì, chị chỉ có mấy cái vali quần áo cũ của chị kia mà mở cung của chị ra để xong cái việc quái quan xong rồi em xong đây. Kiểm tra ở đây là kiểm tra, còn nếu mà quần áo cũ của chị chưa thấy không cho chị đi. Ơ thì của chị quần em kiểm tra xong của chị mở hết bung ra rồi, bây giờ em chưa cho chị đi. Em có bảo là giữ của chị chưa? Của chị kiểm tra xong hết rồi, mở rồi mấy tiếng đồng hồ rồi, bao nhiêu giây tiếng đồng hồ rồi. Chị như thế này thì làm sao mà. Bây giờ của chị kiểm tra mở hết ra rồi đây. Sao không cho chị đi? Không được làm việc được chị ạ. Còn bắt chị làm cái gì nữa? Đây, mở chị mở lốp hai chị này cho em. Chị mở rồi. Chị mở thôi. Chị đã mở hai cái này của cháu đẩy đúng không? Xong rồi đây. Cái này của cháu đẩy đúng không? Kê khai chưa? Cháu mở ra đi. Chị phải làm, chị biết rồi. Nhưng mà chị rất sâu so đi các em. Nhưng mà làm như thế nào nó đúng của chị em vào. Chị nhìn tang thương chưa? Có mỗi cái vali quần áo rách. Mỗi vali quần áo cũng bắt mở hết của chị ra rồi. Thì bây giờ đã những người đã bắt vào đây phải mở hết ra chứ. Cũng phải bắt kê khai như vậy. Tại sao lại không bắt kê khai mà lại bắt kê khai mỗi mình của chị làm?
Nào, tại sao nào? Tại sao nào? Chỉ có mấy đôi tất nhá. Có mấy đôi tất để ủng hộ vùng sâu vùng xa nha cả nhà. Biết thừa là ngày hôm qua Đường Dương lên Facebook để quyên quà từ thiện ủng hộ đồng bào Hà Giang rồi. Số tiền ủng hộ của mọi người mua một đôi tất lên đến 200-300 nghìn, 500 nghìn. Thậm chí là một chiếc đĩa thôi 4 triệu để ủng hộ bao nhiêu người bỏ tiền ra. Về đến đây bây giờ hải quan bắt kê khai. Kê khai là kê khai cái gì mà có phải nhiều đâu. Thế có mấy đôi quần tất cũng kê khai à? Kê khai hết còn rất nhiều người. Như thế này cũng bao nhiêu thùng, thùng lớn, thùng bé. Có một người mang 10-20 thùng sao không thấy kê khai? Có những người đẩy đấy, bảo em hỏi thẳng luôn. Bảo chị em ơi, mày làm luật kiểu gì mà mày bê được nhiều thế này? Em hỏi thẳng nó đấy. Một mình nó hai kiện hàng to như thế này, mấy chục thùng luôn. Đồ Nhật mà em nói rõ nó luôn, bảo mày làm gì, mày làm luật kiểu gì mà mày bê được. Của em chỉ có hai cái vali, hai mẹ con, một cái thùng, chưa đến 100 cân. Bây giờ bắt bắt mở hết ra kiểm tra cái gì? Bắt kê khai cái gì? Bây giờ biết kê khai cái gì cả nhà? Bây giờ kê khai là kê khai quần áo cũ à? Một ngày nay mang đi mặc cái gì, ngày mai mặc cái gì, đúng không? Kê khai cái gì? Anh ơi! Khai cái gì? Đây còn bên kia nữa, con sang kia con quay lốp bên kia, tại sao không kê khai bên kia? Con sang con quay tiếp bên kia cho mẹ. Con sang con quay tiếp kê khai. Thôi mẹ ấy đi, con đói lắm rồi. Con gì cũng đưa sáng hết giờ chưa được ăn uống gì. Hiểu chưa? Đấy, bây giờ làm như vậy không phê chị ạ, không phê. Em mắc quá, mọi người tự đánh lên em, tên em ngô hồ cũng được hiểu rồi hiểu không? Em chỉ toàn ăn thì đi làm từ thiện thôi. Về đến đây bây giờ bị như thế này. Đây đây, cô nói đi, cô nói với cháu cái. Cô nói đi. Nói để cho biết, cô nói. Lại bắt của cô. Mà con bé kia ra 10 kiện rồi. Không nói gì. Chẳng mất gì. Không mất gì. Và cô bị giữ 2 kiện này. Cô cứ nói đi. Con bé này ra 10 kiện con kia. Đi rồi. Mẹ ơi, chúng nó làm luật ra 10 kiện ở cửa này rồi. Đấy mà em Facebook của em có 80 triệu. Mẹ ơi, chúng nó làm luật ra ở kiện ở cửa kia rồi. Các bạn ấy vừa nãy vừa đánh nhau rồi biết các kiểu ngoài băng tải xong vào đây lại đứng quay kiếp này cũng hiểu để làm gì đây, giúp hộ chị cái. Mời luôn cho em đi. Không sao. Đây để xem nó như thế nào. Chứ còn tự nhiên bây giờ mắc chặt đâu, em cũng không phải là cái người liên quan đến đây, đúng không? Ok. Nó nhiều mãi nó cũng mệt chị ạ. Con thấy bây giờ 10 kiện, cô kia cô bảo là 10 kiện của con bé ra từ cửa kia 10 kiện thì như nào? Ơ đấy kệ nó thôi. 10 kiện họ không làm luật mà của mình chỉ có hai cái vali mà bắt mình. Đây 10 kiện nhưng mà đi cửa kia xuống. Đúng rồi. Tự nhiên bắt người ta đứng đây có khổ người ta không? À không. Bây giờ em hỏi chị, bây giờ là mẹ cháu đứng đây có khổ mẹ cháu không? Em đang nói chuyện đi. Bây giờ họ bắt em kê khai thì bây giờ cũng phải bắt người ta kê khai như em phải cũng đóng thuế phải. Nói mà nó không. Bây giờ ấy, bảo là giải quyết nhanh và cho em đi thì đỡ. 12 đồ hơn, đồ con chưa được ăn gì đâu. Ai cũng chẳng đẹp đẽ gì, hiểu không? 9.800 người đang xem. Chị cứ vào đây, mời em mời chị vào đây. Thế vậy chị hỏi em này, em có mời những người này vào kê khai như chị không? Mời chị. Nếu hai người này cũng vào kê khai với chị thì chị cũng ok. Chị rất là vui vẻ, đúng không? Em cứ mời chị. Vì sao? Nếu đồ của chị có cái gì các em giữ được, phạm pháp hay là như thế nào các em giữ, chị để các em giữ không có vấn đề gì. Con của chị không có cái gì, đừng có làm như vậy, mất thời gian của người ta, mất thời gian của chị bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi, đúng không? Bây giờ yêu cầu chị mở ra thì em đã mở ra rồi. Thế anh ấy, bây giờ em hỏi anh, bây giờ bắt em kê khai, kê khai bây giờ em kê khai cái gì? Bây giờ em hỏi chị em kê khai mấy cái gì? Em kê khai cái gì? Mà bắt đỡ em giao dỡ hết tao còn cái gì đâu, đúng không? Em đang dỡ hết tao một còn cái gì nữa mà bắt em kê khai cái gì nữa? Đây là đồ cũ, mới. Đồ mới. Đồ mới nhưng thật sự cái anh ở bên kia có 10.000 bạc, 20.000 một đôi thì bây giờ kê khai cái gì? Bây giờ có thì người ta đang hỏi chị đây là đồ cũ đồ mới thì chị cứ trả lời cho người ta thôi. Đồ mới thì em bảo đồ mới. Thì chị khai ra đúng cái tên của nó. Tên và giá và đấy là bao nhiêu tiền? Là cái gì? Korean Air Flight KE679. And Vietnam đấy. Airlines flights. Đấy còn mỗi mấy hai cái thùng kia đi. Mở ra kiểm tra nó xem là cái gì. Cái thùng này là cháu để đúng không? Vâng.
Em mở ra để đấy, em mở nốt cái này ra. Còn em không cần nói bằng như thế nào. Và mọi người có ủng hộ một số quà để cho em đi từ thiện vùng cao ngày 27 tháng 12 tới này. Chị là Nguyễn Thị Dương ạ, đúng không? Hãng hàng không Việt Nam Airlines xuất phát từ Siem Reap. Bây giờ bắt em dở ra như thế này, ai cũng dở ra vậy mà em đã xin rồi. 1.600 người chia sẻ. Em đã xin rồi cũng không nghe. Mà đồ thì cũng chẳng có cái gì, chỉ có như thế này. Còn xin lỗi các anh, các chị với cả nhà. Nếu em đi buôn, em không bao giờ cần phải thay đồ như thế này. Em nói thẳng luôn. Bởi vì sao? Vì sao? Vì em là người có tiền. Em sẵn sàng em thuê những thằng khác để nó xách em. Chả tội gì em phải xách. Hai mẹ con em chỉ có 2 cái vali quần áo như thế này và đồ. Em là người thừa hiểu chuyện đấy rồi. Thừa hiểu hải quan Việt Nam thế nào, thừa hiểu luật như thế nào, có đúng không? Nếu mà em nói thẳng là em có đi buôn thật, em buôn công anh ạ, em sẽ chuyển vận đường bằng hàng không, em có sang Nhật em ký kết hợp đồng mua bán thật, nhưng em chuyển bằng công, không tội gì em đi chuyển qua cái đường này. Thứ nhất là tốn tiền, thứ hai là lại làm luật một cấp mấy nãy vậy thì mẹ... tiền ở đâu ra, đúng không? Tiền ở đâu ra? Chị ơi, đợi đây mà em mở một chút. Đây này, toàn quần áo cũ đây này. Chị ơi, nếu mà nãy giờ chị mở ra thì chị em mình làm việc xong lâu rồi đấy. Ê, sao nãy ông nói chuyện như nào mà sao bây giờ ông nói em chuyện tử tế đấy? Em từ đầu rồi, đúng không? Anh, các anh yêu cầu mở ra. Chị mới mở ra đây mà mới một cái thùng này thôi. Cả nhà có chứng kiến cái đống này mở ra từ bao giờ không? Chị còn 2 thùng này nữa mở mà. Mở ra từ lâu rồi, hiểu chưa? Mở ra từ lâu rồi. Cái này thì đồng ý là mở ra rồi. Ừ. Nhưng mà của chị vẫn còn 2 cát tông mà em bé đã đẩy này. Đấy. Đâu, 2 cát tông nào? Bên kia kìa. Anh mở thật tí ông đóng cho tôi nhá. Anh lý của cả khách hàng này, khách hàng mày mở ra chứ. Hết tí nữa ông đóng nhá. Cái chuyện đóng hay không bọn anh về sau sẽ có hỗ trợ bọn em. Ta mở hết ra như thế này nhá. Rồi. Còn việc mất thời gian mà ấy. Còn việc mở ra kê khai như nào đấy là việc của bọn em. Với tóm lại là như thế này này. Luật Việt Nam là phải làm luật, hiểu không? Có 10 thùng có người đi rồi nó đi cửa sau kia cơ. Một người chở 10 thùng chứ mày không sao. Thế bây giờ em đi sang em. Bây giờ chị em mình cùng bê mở bên kia đi cho nó xong. Từ đâu? Mở bên kia. Mở của những người kia ra. Làm cho nó xong từ lâu rồi. Em hiểu không? Tại sao lại không mở những người kia ra, không nó lại đi cửa khác? Mà nãy ông này ông nói chuyện ấy lắm mà sao giờ ông tử tế đấy? Chị mở luôn cái này ra cho em đi, cho nó xong việc luôn. Đây này, cho chúng nó đi hết rồi đây này. Đấy, ở đây có bao nhiêu đứa là chúng nó cho lủi đi hết rồi đây này. Nó đi cửa sau này cơ mà. Ừ. Đây này, thôi được rồi, vào đây nói chuyện. Có biết bao nhiêu người ở sau này cũng như vậy, nhưng mà cho người ta đi hết rồi. Chị không được chỉ ra. Tôi không phải là phạm tội. Tôi là một thương gia, tôi là khách, không được chỉ mất. Chị là thương gia, nhưng mà... Có nhiệt lịch sự, con này nó gây khổ để đánh nhau đấy con ạ. Đừng có động vào nhau. Đây là cơ quan làm việc. Đây nhá, mọi người nhìn nhá. Mọi người nhìn này, rồi mọi người nhìn hải quan hạch sách. À, này này này, không được đánh người nhá. Đánh người nhá cả nhà ơi. Chả gì đánh, chị làm gì này. Thế này là xâm phạm tôi rồi, bạn không làm. Xâm phạm tại sao lại không? Nếu chị chính đáng làm sao lại được? Con bé này chỉ có 16 tuổi thôi nhá. Tôi hỏi chị, đây là văn phòng làm việc hay là nhà chị? Mà chị muốn tôi hỏi nhé, tôi múa cái gì? Ở bên này cũng có những người bị kiểm tra, tại sao không kiểm tra lại kiểm tra mỗi mình tôi? Tại sao lại muốn kiểm tra tôi? Tôi chấp hành rồi, tôi cởi hết ra rồi, tôi chấp hành rồi. Con tôi chấp hành thôi. Tôi chấp hành thôi. Ok ok. Con này ok 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 ok. Ok ok ok. Ai nhảy múa ở đây làm gì? Mày bắt người ta vào đây xong rồi bắt đầu. Thế nhỉ? À thế chị đang làm trò gì? Chả làm trò gì? Đang tự nhiên bắt người ta vào đây. Đây là văn phòng làm việc mà chị nhảy múa. Tôi chả làm nhảy đi nhảy đi. Ôi nhảy ai nhảy có nhạc đâu mà nhảy. Đấy nói to vào đây. Ừ nói to đấy, phải nói vào đây. Nói to vào đây luôn. Nói ở đây đang nói thôi. Mọi người xem nha, 12.400 người đang xem nhá. Ok ok, ôi trời ơi. Là mẹ của mẹ ai ngờ. Mẹ của ai vào nhận đi nhá. Quay lại đây.
quay mặt đấy con ạ. Lên bít rồi. Rồi rồi. Anh bảo hộ em cái nào. Thôi cắt đấy này, cắt nó máy đi. Lên bít rồi, hôm nay thì đẹp nhé. Úi giời, sướng được lên trang nhất. Úi giời, lên trang nhất, con quay mặt đi con. Đây, đây, đây. Chả có vấn đề gì cả, đây là chỗ làm việc. Không phải chỗ các chị nhảy múa. Đúng rồi, ai nhảy múa đây cũng nhạc đâu mà nhảy. Nếu mà ở ba đâu mà nhảy ngay. Ở ngoài thì nhảy ngay. Nhưng mà tiếc rằng ở đây cũng nhảy. Vào mà làm đi. Ở ngoài thì cũng nhảy ngay, chứ mà đây còn hơi lịch sự đấy. Đây chẳng qua là mặc cái áo này thôi mẹ hiểu không? Đúng rồi. Đây cô này, cô nói chuyện tử tế thế này cơ mà. Ừ. Đã sống người, sống còn nết. Là người bình tĩnh chứ bây giờ cháu là trẻ con. Bình tĩnh nha, bây giờ nói về chuyện làm việc nhé cả nhà nhé. À, có khoảng độ hơn 100 hành khách cũng như mình. Và có một người mang tới 10 thùng cơ. Tất cả mọi người đều bị lùa vào và cùng làm luật như nhau. Mình thì chưa kịp làm luật, nghe chưa? Chị nghe điện thoại đi. Alo. Dạ. Chị để, em đang bị ách ở sân bay chị ạ. Có hai cái vali quần áo của hai mẹ con với lại một thùng mấy cái đôi giày, đôi dép, mấy cái mua. Em chưa, nó đang ấy ở em ở đây đây. Cũng chả có cái gì đâu. Chị nghe chưa? Thực ra lại bắt em dỡ thì em dỡ hết ra rồi. Chị vào Facebook chị xem đi. Em dỡ hết ra rồi đây. Chả có cái đồ gì chị ạ, có mỗi hai cái vali quần áo của hai mẹ con thôi. Với lại một thùng có 30-40 cân mấy đôi dép. Đây này chị này, chị cứ xem trực tiếp đi. Mấy đôi dép với lại mấy đôi tất chị mua qua quyên góp để ủng hộ đồng bào Hà Giang. Chị liền đấy, chị đây có cái gì đây chị xem đi. Đấy, chỉ có cái này thôi, làm gì có cái gì. Đây là bên Nhật gửi về để cho đồng bào Hà Giang chị ạ. Tặng áo ấm vùng cao. Ui, không áo ấm, áo ấm Hà Giang ngày 27 tháng 12. Đây, em bắt em chở ra, em đổ hết ra rồi chả có cái gì. Chị hiểu không? Còn nói thật với chị chứ, đi buôn thì người ta phải đóng công tơ lơ. Chứ tội gì người ta lại đi cầm cái này làm gì cho nó rẻ rách cả ra. Chị công nhận không? Em không cầm một cái gì cả. Em mà thậm chí cũng không cáp quá quân luôn. Nghe chưa? Em có cầm cái gì đâu. Em ký hợp đồng người ta đóng công cho em. Chứ tội gì em phải làm cái này, đúng không chị? Chị hộ em tí nhá. Nào, chị Thương đúng không? Dương. Thương à? Thương. Dương. Thôi được rồi. Cả nhà ơi, tạm thời như vậy nhé. Mọi người chia sẻ hộ. Rồi, tắt đi con. Để hơn 2.000 chia sẻ rồi. Tắt đi. Nào, một người nhé. Có gì sẽ... Em nói thật với chị nhá. Em...